Nãy em thấy ở bên đó đó, cao bên đó đó, quá trời cá này luôn nè, lá lát nữa nếu mà đây nè, nếu mà lát nữa mà khỏe thì quanh đó bắt, còn không ngày mai quanh đó bắt. Em thấy cá lớn gì nè mà em đeo máy cho nên em không dám xuống bắt. Cá này á là cá không, cá tự nhiên nó đẻ ra nó lớn chứ không phải là mình. Cá sông mà. Đây anh để trong tay này. Cá sông mà được vậy là khỏi nó. Quý vị coi con cá sặc nè. Đó, quý vị có tưởng tượng cái con cá sặc chưa? Đó, cá sặc mà lớn đó. Cái bàn tay Duy nè. Thấy không? Bằng bàn tay luôn rồi. Nó lớn hơn bàn tay Duy. Lớn luôn hơn nữa hả? Ừ. Đó. Ấy chèn ơi. Chị thấy qua khô thôi chứ đâu có. Từ nào chưa thấy con cá này? Anh gốc từ ngay đầu, anh gỡ đầu gỡ qua anh. Anh gỡ ngay đầu anh cuốn nó vậy nó mỹ ra luôn chứ anh gỡ đuôi nó không có ra. Nó dày vuốt cái nó ra. À còn ở xóm đó thì băng của bà Hai mắt chai còn đó không? Còn cho ông Hai mắt chai cũng chết rồi. Bả giờ bữa nay bả đi Mỹ luôn rồi, qua bên dì Hai hả? Bà Hai mắt trai á. Đi theo con gái là ai? Con gái là Trang hay là con Lon? Còn bà Trang học bác sĩ còn ở thành phố mình. Còn Lon có chồng nước ngoài. Đó con cá sặc đó, đó. Wow, cái con cá sặc này mới khô kinh khủng quá nè. Con này nó bự hơn con đó nữa kìa. Dì ơi, Duy thấy mà Duy. Ba mày đâu? Kêu ba vô có chuẩn bị vô nè. Duy Đỗ thân ái kính chào quý vị. Đây là clip thứ 3. Là Duy Đỗ cũng có dịp được review lại cái cách bắt cá, bắt giăng lưới. Duy cho quý vị biết rằng là lưới này á là người ta gọi là lưới bén phải không? Ta gọi là lưới bén mà lưới này là bắt cá ngoài thiên nhiên nha. Mà con cá nó to thế này nè, mà quý vị biết cá gì không? Đây là con cá sặc nha. Sặc là tho. Sặc là tho, nó lớn hơn cái bàn tay Duy nữa. Đó mà Duy coi cái bàn tay Duy nè, thấy không? Đó, bàn tay Duy nè. Đó mà coi nó nè. Anh gỡ vậy nè nó. Nó gỡ vậy nè, nó con này bự hơn nè. Con này bự hơn nè. Bằng tay mình cái này. Con này bằng bằng tay anh Mỹ luôn nè, con đó với con này nhỏ hơn nè. Bự. Quá. Hai con, ba con ký đó mà. Không có, này con lạng à. Quá. Tại nó dẹp đúng không? Nó bự mà dẹp. Nó dẹp. Điều cái con này là cỡ muối cỡ khô là nó không có bị ấy. Nó không có bị hư teo. Nó đây được rồi. Quá trời con này cá. Bự hơn con của anh nãy nè. Wow. Nó nặng. Con đó bự hơn con của anh nãy đó. Chèn bét ơi cái con cá quý vị ơi, để bây giờ Duy sẽ đem một cái gì đó Duy để so sánh nha, tại vì cái bàn tay thì cũng chưa lấy nè. Quý vị có biết cái cục gạch xây tường cái gì phải không? Đó coi nè, đó bề dài bằng cục gạch xây tường nè, thấy không? Bề ngang nó cũng bằng cục gạch xây tường luôn nè. Đó nè, một cục gạch xây tường nha. Đó. Chị thấy con cá chưa? Quá dữ rồi. Ngoài đẻ ngoài á, nước lại cạn nên đem vô đem thả lại mình Mỹ. Nhìn. Đó nó lớn lên nhìn. Chúng ta hình dung vào một cái thao thì chúng ta không có thể so sánh được con cá như thế nào. Nhưng mà chúng ta để lên cái gì có một kích cỡ để chúng ta biết được cái chiều dài đó là cục gạch đó, xây tường á. Chiều rộng cục gạch đó là 10 phân á, 10 phân hơn á, chiều dài hơn 20 phân á. Mà con cá nó vậy đó. Con cá có nhỏ, cái cá con em vớt vô em mới thả ra nè. Quá dữ con cá. Ý là mình móng cái bờ bao này đặng mình gọng cá lại có không cho cá người ta vô chích của mình với cá thiên nhiên. Cá bờ hổ lên. Wow. Mà hồi nãy mình mới để lưới xuống hả? Thì em để xuống là anh Mỹ lên kêu em nó để xuống á thì chừng. Ý là hồi này á là thay vì em để hổm á là em 15 phút à. Ý là hổm hổm á là em vừa thả xong qua làm quanh lại em cuốn là nó vậy nè. Còn bữa nay là em để lại cho nó lâu lâu một chút cho nó kiểu cho nó có con nào nó đừng có sảy thôi. Ai nhè đâu mà vậy á. Sảy con cá gâu phi lớn rồi đó. Thôi cũng không sao. Như vậy là phải nói là đã hài lòng lắm rồi. Cái cuộc review này nhìn thấy nó cũng hấp dẫn lắm rồi. Có ổng gỡ nãy giờ không? Gỡ không được. Có cái gỡ trên đầu gỡ ra. Bậy. Gỡ này sao cái đầu mình lưới gì. Thôi mà nãy cái nào nó đứt lại đứt lưới thôi. Ý là đẩy cái bắt đầu nó ra hả? Chứ anh gỡ cái kiểu kia là biết chứ sao nó ra. Cũng phải có kỹ thuật. Cái lưới nó giãn đúng không? Dạ.
với lại cái tay lưới này nay nó cũng mọc rồi nên mình đẩy nó cũng bị đứt biết không. Còn máy này nó giãn, nó có cái độ giãn đó, anh đẩy vậy đó. Một bộ tay lưới này là bao nhiêu mét chiều dài? À, cái vòng tròn đó thì anh biết chắc chừng 20 mét hả? 20-30 mét chứ nhỉ. Ờ, vậy thì giá trị tiền nó bao nhiêu? Mua cái lưới thì nó bán cho mình 250 nè. Ừ, 20-30 mét, 250 ngàn mình xài được mà mấy mùa? Mình xài kỹ thì được 3 mùa. Nè, đây là con cá thác lát quý vị. Đó, con cá thác lát nè. À, nó nhỏ đó, còn nó đây nhỏ là cá thác lát, chị Hồng Liên nói là con cá này nhỏ thôi chứ Duy thấy con cá này là Duy khoái á. Tại vì cái loại cá thác lát này nó ăn ngon lắm. Ý là cá thác lát kia là nó bự hơn nữa, nó bằng. Đó, hai con thác lát ha. Ý là hôm hổm á là con thác lát á là bị lớn vậy nè, hôm mà đầu mùa tôi văng á là bị lớn vậy nè. Hai lạng mấy á, cái con thác lát lên 2 lạng mấy. Giờ sống ở đây với mấy kêu lạng biết không? Kêu lạng theo kiểu người ở đây. Hồi xưa mình ở dưới mình kêu 100 gram, giờ đây về đây tự nhiên cái lạng người Bắc, giờ thành lạng. Người Bắc cái vô đây dạy mình câu đó đó. Chị, cái con cá này mình phơi bao nhiêu ngày nó khô ha? Hả? À, này muối mình phơi chừng nắng hai gì cái cho nó đựng khô cứng quá. Luôn khô. Bây giờ Hồng Liên nè, cái này anh Duy hỏi thiệt. Anh mua về bây giờ anh Duy chia lại này nha. Được không? Thì muốn thì chia chứ có cái gì. Không, nhưng mà để cho chị phơi đi anh. Chị ướp chứ phơi. Ờ, Hồng Liên ướp không đi. Đặng mình 2-3 ngày đó mình le đem về chỉnh. Vậy 2-3 ngày gì có gì có cố gắng ngày mai ngày mốt về rồi. Thì đó thì tới hôm đó mình xuống mình lấy cho nó khô. Từ bây giờ làm cho ông Mỹ về chỉnh ông phơi. Này, anh bãi hả? Không bãi không phơi giùm. Phơi. Chứ trong chỗ anh Việt là vườn cao su không cho phơi. Không cho phơi. Mà chó. Mà chó quá trời luôn. Hai bãi ha. Có gì phơi nhà anh nha. Ừ, phơi nhà okay. Mỹ thì được. Phơi ngoài nhà Mỹ nè. Ngoài này thì mèo. Ngoài này thì mèo hả? Mèo ban ngày ghê, không lẽ nó ăn ha? Nó khoái hả? Nó khoái của người ta hả? Ủa gì sợ mà? Mắt công chạy xuống đây lấy thì nó lâu. Thì đâu có sao đâu. Sao đâu, đi chơi cho đi vui. Đi chơi, chơi cho vui mà. Thì cũng lấy được, em phơi cho chứ gì. Ừ, phơi đi. Phơi đi rồi. Trong thời gian gỡ cá thì Duy sẽ review cho quý vị xem đây là cái rơm thấy đó rơm ơi. Rơm này ta để cho trâu ăn quý vị. Đó. Không. Rơm này là ruộng của mình phải không Liên? Dạ. Trên đó phóng đó anh mới cuốn vô anh ra mấy em trước. Đó. Người ta cuốn rơm bằng máy á quý vị. À, xe máy cài nó có cái máy sao nó cuốn rơm á. Đã không? Nhìn cái cảnh này sự thật thì nếu mà để so với thành thị thì mình thấy nó không có được những cái đường xá đèn đuốc hay là điện đài này cái, nhưng mà sự thật thì mình thấy cái cảnh này mình thấy nó yên tịnh hiền hậu sao đâu, mình thích sống. Không thấm nhiều đâu. Ăn thấm thẩm phải không? Ăn vậy không ngon. Ý là thà mặn rồi cái chị bà về bà ấy tao rửa ra bà làm nó thì được. Nó không có bị sình con cá. À hiểu rồi. Phơi đi phơi đựng mưa ha, giá đựng mưa ha. À giá đựng mưa. Mà không lát một lát mình làm mình ướp ở đây luôn ha Hồng Liên. Rồi ngày mai xuống lấy. Mai gì thì mình ở 2-3 ngày rồi chừng nào. Đây là con cá này. Wow. Con cá nãy nữa nè. Quý vị thấy đây là một con cá sặc nữa nè. Đây con này bự hơn con nãy nữa nè, mập hơn. Trời đất ơi, con cá sặc. Con cá này anh cầm thì nó nặng hơn con cá nãy, mập hơn nè. Để Duy lấy con cá sặc này Duy để lên cục gạch nữa cho quý vị xem. Mập hơn cá nãy nữa nè. Nè anh coi đây. Cái lưng nè, cái bề lưng nè. Nè coi cái bề lưng con cá nè. Còn chưa? Rồi bề ngang nè. Wow. Lớn hơn bằng tay Duy rồi, cái ngón tay đưa ra thì nó xếp lại là không thể chịu nổi luôn. Nó cục gạch nè. Đó dài hơn, đúng là nè, để nếu mà để cho bằng gạch nha. Đó. Đó. Dài hơn gạch ha. Dài hơn cục gạch ống đó. Anh muốn lấy 3 con mãi nè, 3 con bự nè. Ý là nãy nó là đâu để coi hết bao nhiêu mình mua hết luôn cho rồi. Đây nè, nãy anh nói nè, thấy không? Con nhất nè, con nhì nè. Ba nè, tư nè.
Đến này miếng nó đó khiếp chưa. Đó mỗi con là nó dài ngang cục gạch với hơn gạch không đó, mà quý vị có cầm như đây nè. Đó. Hôm nay thấy các bạn phải nói thấy tận chứng kiến luôn. Vậy tắm té tắm suối bị đáng. À. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy là anh mới nó tắm suối bị đáng cho anh chứ. Hồi nãy Duy té nhõng cẳng luôn. Ngập đầu, ngập cổ luôn, nhưng mà may mắn là lúc đó cái máy Duy đã cả đã đưa lên trời. Vậy đó là mới đáng cho anh đi quay cảnh quê mới biết được vậy. Quá dữ, sao loại cá sặc này nó ăn cái gì mà nó to dữ rồi ta. Đây nó cá to, cá gam luôn đầu dưới nè, tự nhiên của nó đó. Quý vị có nghĩ rằng là một tay lưới có hai mấy ba chục mét mà để xuống có 15 phút thì cá như vậy thì rồi nói làm sao đây? Mà ông kia ông chích ra ngoài kia. Ông kia tại vì cái máy đó là không chích cá này được. À, cái máy chích cá này không chết không? À, nó không có chết tại vì cái loại này nó có bong bóng. Chỉ chích cá đen thôi. Đó, nên bởi ổng bắt không được chứ không phải là. Rồi hiểu rồi. Cái loại cá này là máy đó chích nó không có chết. Nên không bắt được. À, hồi nãy cái nồi cà ri mình đã ở nhà còn không? Còn nhiều lắm. Mà anh ngán quá. Chút mà mua hết cá đi. Về nước. Mua hết cá đi thì cái nào mình làm nhà Hồng Liên ướp thì để đây ướp, còn cái nào mình đem về mình ăn. Nướng năm. Mấy con bự đó anh nướng anh năm muối ớt thì anh xé ăn rồi không thấy ngon. Nó khác với cá thành phố liền. Bãi với anh Mỹ. Bỏ về đây bỏ ăn bỏ đó cá thành phố nó là một hai cá đồng tao ăn ớ muốn chết, mà về cá của mày tao ăn cái con nào cũng thấy ngon mắt thèm ăn thêm. Để quý vị thấy không, ở đây thì giờ cần nói nhiều lúc không phải nói chứ đây, muối mắm thì không có làm ra được, chứ nếu làm ra được thì khổ đi chợ. Đấy rồi đây để em gam bớt con súng lên cho anh. Súng nó vậy không, ở đây thì hơi cạn nó ấy ngoài kia mà. Bớt con sống vào cho anh, lát anh đem về chiều anh nấu canh chua ăn, hàng chiên cá chấm nơm luôn. Rồi để đi ra bớt con sống nha. Rồi bây giờ Hồng Liên tiếp tục bớt bông súng. Đây. Ốc bớt cây đi cho rồi. Anh khỏi mặt đầu, anh đi ra ngoài kia. Rồi. Lấy cây móc đi. Lấy cây móc đi, nó có cái cây ha. Ý là ấy làm khỏi lội xuống nữa. Sẵn đây Duy đứng gần trâu ha, trâu nó không để ý Duy á, Duy review quý vị coi. Quý vị thấy cái sừng trâu chưa? Sừng trâu thật là kỳ lạ. Trâu có sừng dữ thiệt. Nó làm như nó mình quay nó ra vẻ nó. Hồi nãy nó thấy lạ, anh lạ nó ấy thôi. Nãy hãy anh đi trước, đi qua đi em thấy kể thôi. Đi qua bển rồi em Rồi. Ok. Thấy anh lạ rồi. Bây giờ Hồng Liên xuống kéo cái đầu cái cây bông súng lên. Khỏi mất công lội xuống. Mất bông súng lên về cho anh ăn. Đó là tự nhiên, đó là ăn đồ đồng luôn á, đồ tự nhiên á. Rồi chị Bịch Liên ở Sài Gòn à, lâu lâu chị có về đây không? Đó. Bà về đây chắc bà khóa đâu hả? Trâu nhìn nó cũng ớn. Mà cái con mẹ với con á, khi mà nó lớn lên là nó có nhìn ra không? Vậy hả? Nó biết con đó hả? Rồi thí dụ như mà nó ở chung với nhau, nó cũng có thể hiện sự cha mẹ con không? À.
tức là nó cũng giống như người mình là nựng con mình đó ha. Đó quý vị, cái khe bông súng nè. Dài ghê chưa? Nè, cái cách người ta lấy bông súng nè. Đó, thấy chưa? Cũng hay ha, dễ nhổ hả? À, hiểu rồi, kéo từ ha. Đâu phải cái kiểu như này nè, móc ở đây nè, không biết nó gì là đứt đầu hết à. Có rong nữa, cái rong này để cho cá lê thia hả? Dạ. Nó ăn không, cá lê thia ăn không? Nó mình để cho hồ lê thia cho nó đẹp đó. À, hiểu rồi. Vậy là cái con cá sặc hồi nãy mà nó qua đây nó gục luôn á. Trời ơi, đây sướng quá. Đây là rau rác cá. Để em dắt anh lên nhổ theo đắng đắt hồi xưa mình đó. À, đắng đắt biết. À, đó, lên kìa, lát dắt lên coi xuông nhổ theo đắng đắt. À, chẳng ấy là đó, giờ đứt đầu rồi đó chưa. À, vậy là bỏ hả? Bỏ. À, úi dạ, úi dạ. Kiếng lửa phải không? Kiếng lửa rồi. Cái lửa cắn diêu gì ơi. Rồi Duy cảm ơn quý vị đã theo dõi clip của Duy nha. Mời quý vị tiếp tục xem clip tiếp để Duy review những cái cảnh khác. Một lần nữa Duy cảm ơn quý vị, và Duy mến chúc quý vị luôn luôn bình an và hạnh phúc. Duy bye quý vị nha.